80 tuổi thi Việt Nam Idol. Cuộc thi bắt đầu chưa đây? Sao lại ít người thế này? Ông gì ơi, ông dẫn tôi đi đâu thế này? Không phải bà rất thích hát sao? Giờ bà ngồi đợi ở đây ngang. Tôi lại hỏi người ta xem thế nào cái đã. Xin lỗi ông, nhưng cuộc thi đã kết thúc cách đây một tiếng rồi. Ông đến muộn quá. Hay quá, người gì mà vừa đẹp vừa hát hay. Thế này thì mới làm ca sĩ được chứ. Không thể được, tôi phải làm điều gì đó cho bà trước khi quá muộn. Bà xem, phải khó khăn lắm mới có được cơ hội này. Khi nào cậu đẹp trai kia gọi tên á, bà chỉ cần bước ra và hát như bà vẫn hát ở nhà là được rồi. Tôi thì hát hò cái gì? Dạ thế này đi thi hát sao được? Thôi, ông cứ cho tôi về đi. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh số báo danh 2501, bà Ngô Thanh Mai, 60 tuổi. Không biết hôm nay bà sẽ đem đến tiết mục thú vị nào cho chúng ta đây? Bà cứ coi như hát vì tôi cũng được. Tôi biết ước mơ lớn nhất của bà là ca hát mà. Hay, cái ông này buồn cười thật. Ông là ai mà suốt ngày lám nhám quanh tôi thế? Tôi bảo tôi thích hát hò lúc nào. Ồ, chuyện gì thế này? Ông có sao không? Tôi không sao. Cậu cho tôi mượn micro một chút nghe. Mong mọi người cho bà ấy một chút thời gian. Việc có thể đứng ở đây và hát thật sự là điều vô cùng có ý nghĩa đối với bà ấy. Và cũng là chuyện cả đời này tôi còn căng rứt. Mong mọi người thông cảm cho chúng tôi. Được rồi, bà hãy bình tĩnh lại. Tôi không muốn ép uổng bà làm gì. Nhưng bà hãy nghĩ cho kỹ lại đi. Bà thật sự chưa bao giờ muốn đứng trên một sân khấu lớn và hát cho mọi người nghe sao? Từ ngày còn đi học, tôi đã từng nói với một cậu bạn hàng xóm về ước mơ ca hát của mình. Cậu thấy mình có nên tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc này không? Lo mà học hành tử tế đi, cậu mà tham gia mấy cái cuộc thi vớ vẩn này á, là tôi mách bố cậu đấy. Đến khi chúng tôi đều trưởng thành rồi yêu nhau, anh ấy đã tức giận khi tôi vẫn giữ giấc mơ ca hát. Anh ấy còn không ngừng phân tích, thậm chí là chê bai ngoại hình và giọng hát của tôi suốt thời gian đó. Tôi biết anh ấy chỉ muốn giữ tôi lại bên cạnh, không muốn tôi bước chân vào chốn thị phi tai tiếng. Em nghĩ gì mà đăng ký tham gia các cuộc thi này? Em sẽ hát trước hàng nghìn người và tin anh đi, em sẽ không làm được đâu. Em đã qua vòng ban tổ chức rồi, giờ em sẽ được hát trước ban giám khảo. Họ phải thấy em có tài năng thì mới chọn em chứ. Anh xin lỗi, nhưng em cần phải biết mình là ai và đứng ở đâu. Ít nhất em phải có nhan sắc vượt trội hoặc có giọng hát trời phú. Ban tổ chức chọn em vì mấy chương trình này cần tính giải trí. Cần những thí sinh hát dở lên sóng để mua vui thôi. Dừng lại đi Mai. Vì anh yêu em, nên anh mới phải thật lòng cho em biết điều này. Nhưng em chỉ muốn được hát thôi mà. Em nghe nè, chúng ta sắp kết hôn rồi. Một là em chọn anh, hai là ngày mai em tham gia cuộc thi và mất anh mãi mãi. Sau đó chúng tôi đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc. Điều đó cũng có nghĩa là tôi đã bỏ thi vào phút chót. Sau này có lẽ vì chồng con, vì tuổi tác, vì sự tự ti nên tôi tuyệt nhiên không còn nhắc đến ca hát nữa. Tôi nghĩ bạn nên tham gia cuộc thi giọng la tài năng, chứ không phải cuộc thi giọng ca tài năng của chúng tôi. Biết đâu bạn lại trở thành quán quân ấy chứ. Chị này nghĩ gì mà đi thi hát không biết? Người ngoài thì không nói làm gì, nhưng người thân, bạn bè sao lại để chị ta đi thi làm gì cho mất mặt? Mấy cái chương trình nhảm nhí thế này, mấy đứa còn xem làm gì? Bố này, xem cho vui, giải trí thôi mà. Tôi tưởng rằng điều tôi làm là đúng đắn. Tôi luôn cho rằng mình đã bảo vệ được người phụ nữ tôi yêu. Cho đến cuối năm ngoái, khi mà bà mắc bệnh mất trí nhớ tuổi già, bà đã quên tôi. Quên các con, quên dần các nếp sống hàng ngày. Nhưng điều làm tôi đau lòng nhất
là bà lại nhớ từng câu, từng chữ trong mỗi bài hát. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã làm một điều kinh khủng đến thế nào. Ông đang nói gì? Tôi nghe không hiểu. Tôi đang nói chuyện gia đình tôi cơ mà. Câu chuyện của bà thật sự khiến chúng tôi xúc động. Chúng tôi đều rất hy vọng bà có thể hát trên sân khấu này ngay bây giờ. Bà hãy hát như thuở 17-20 bà từng hát. Chúng tôi đều tin là bà sẽ làm tốt. Cảm ơn mọi người. Thật ra tôi thật sự rất yêu ca hát. Nếu mọi người đã yêu cầu thì hôm nay tôi xin hát bài hát mà tôi yêu thích nhất. Ông ơi, tôi vẫn thấy sợ lắm. Bà nhất định phải làm điều này. Tin tôi đi, bà sẽ làm được thôi mà. Ngồi nghỉ đi, tôi đi lấy cho bà ngụm nước. Lúc nãy ông thấy tôi hát thế nào? Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi. Là tôi đã khiến bà phải khổ sở. Cái ông Nghĩa này, tôi hỏi chứ có trách mắng gì ông đâu. Sao ông lại khóc thế? Bọn trẻ thấy lại cười cho bây giờ. Bà đã nhớ ra tôi rồi sao? Ông này nói cái gì vậy? Tôi quên ông hồi nào. Ông bị sao thế? Bố xin lỗi vì làm vậy mà không báo cho các con biết. Nhưng dù hai đứa có cản thì bố cũng muốn làm vì mẹ các con. Chúng con mới phải xin lỗi mẹ. Chúng con vô tâm quá. Không biết mẹ đã hy sinh vì gia đình mình, vì chúng con nhiều đến thế nào. Hai đứa nói cái gì thế? Mẹ có sao đâu mà ba bố con mày khóc thế hả? Bố ơi, mẹ đã nhớ hết rồi sao? Có lẽ trút bỏ được gánh nặng mấy chục năm trong lòng, nên trí nhớ của mẹ con đã khá lên được một chút. Nhưng rồi không biết lúc nào lại quên. Như vậy cũng là tốt lắm rồi bố ạ. Con biết bố muốn dàn dựng một cuộc thi giả này để mẹ con được thỏa lòng mong ước. Nhưng những việc như vậy, lẽ ra bố phải cho chúng con biết để chúng con lo liệu. Sao bố có thể lấy hết tiền dưỡng già của mình ra dùng được như vậy ạ? Bố chẳng muốn làm phiền mấy đứa. Là bố có lỗi với mẹ con. Dù phải làm gì, bố cũng phải bù đắp lỗi lầm ấy. Ngoại. Mẹ ơi! Tội nghiệp hai đứa nhỏ, cha mất sớm, giờ mẹ cũng đi rồi. Ngoan nào, từ giờ về ở với ngoại nghe. Ngoại ơi! Ngoại ơi, cháu đi học về rồi ạ. Về rồi hả con? Hôm nay ngoại nấu món gì mà thơm thế ạ? Ngoại ơi! Ngoại ơi! Ngoại sao vậy? Ngoại tỉnh lại đi ngoại ơi! Ngoại ngủ rồi hả? Vâng, ngoại vừa chợp mắt được một lúc. Em ra ngoài chỉ nói chuyện một chút. Bác sĩ nói ngoại bị tai biến, có thể sẽ bị liệt một chân. Ngoại sẽ không đi lại được nữa. Trời, ngoại sẽ bị liệt thật sao? Trước giờ đều có ngoại giúp đỡ. Bây giờ chị em ta phải tự lo hết mọi việc. Thời gian tới sẽ khó khăn lắm đấy. Em hiểu mà, em cũng sắp ra trường rồi. Em sẽ đi làm kiếm tiền chăm sóc cho chị và ngoại. Em nghĩ được như thế là tốt rồi.
Ngoại ơi, ngoại xem con mua gì cho ngoại này. Đây là xe lăn ngoại ạ. À, từ giờ ngoại có thể ngồi yên trên chiếc xe này, tự điều khiển nó để đi ra ngoài, chứ không phải suốt ngày ở nhà một chỗ nữa. Ngoại thích không? Ôi, thật thế sao? Nhưng chiếc xe này chắc là đắt tiền lắm. Con mới đi làm, tiền đâu ra mà mua? Ngoại yên tâm, con vừa nhận tháng lương đầu tiên cũng đủ để chi tiêu. Miễn sao ngoại vui là cháu thích rồi. Ôi, cháu ngoan của ngoại. Ngoại cảm ơn con. Túi gì thế nhỉ? Trời, sao mà... Lâm ơi! Em vừa lĩnh lương hả? Vâng, em đang định đưa tiền cho chị đây. Vừa mới đi làm, lương được bao nhiêu? Em chi tiêu phải tính toán chứ. Em có biết là nhà mình bây giờ khó khăn lắm không? Chị nói gì em không hiểu. Em có tiêu xài phung phí gì đâu. Thì chiếc xe lăn đó, cả mấy triệu bạc chứ có ít ỏi gì đâu. Ngoại già rồi, ở trong nhà cũng được, đâu cần phải đi ra ngoài đâu. Em mua chi cho tốn kém. Sao chị lại nói thế? Ba mẹ mất sớm, một mình ngoại tảo tần nuôi hai chị em khôn lớn. Chiếc xe này có giá gì so với sự chăm sóc của ngoại dành cho hai chị em mình đâu chứ. Ngoại già rồi, bây giờ suốt ngày phải ngồi trong nhà, bí bách chật chội, làm sao ngoại chịu được. Cũng vì quá vất vả nuôi chị em mình nên ngoại mới đổ bệnh đấy. Mà cái túi này là của chị đúng không? Ừ, của chị. Chị bảo em chi tiêu phải cân nhắc. Vậy mà chị chi hàng triệu để mua những thứ này, so với chiếc xe lăn chị nghĩ sao? Và cái túi chị đang đeo nữa, em chắc chắn nó cũng đáng giá tiền triệu, phải không? Ngọc ơi, sao mày lại tính toán với cả ngoại mày sao? Ngoại, con đúng là đứa cháu thật tệ. Con xin lỗi ngoại, ngoại ơi. Ngọn đèn biển. Ba ơi, cho con lên thuyền với. Thôi, ba đi mấy bữa ba về. Không, ba cho con theo với. Bữa nay lũ bạn về quê rồi, ở đây đâu còn ai chơi nữa. Vậy con nhanh lên đây đi. Con chào các chú ạ. An đi theo học nghề của cha hả? Thời tiết đang đẹp, tại sao Hải Âu lại bỏ vào bờ? An à, con ở lại trạm hải đăng với bác Chiến nhé. Ba sợ lỡ biển động, con say sóng đó. Cho con đi theo đi mà ba. Ngoan đi An, đi theo ba. Hiện nay trên biển đang xuất hiện các hình thái khí tượng thủy văn nguy hiểm. Dự báo trong 2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão với cường độ lớn. Đề nghị các ngư dân cho tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. À, bác Chiến, mời bác vào trong này ạ. À? Sao bữa tối lại ăn mì thế này hả An? Dạ, ăn một mình nấu nướng cũng ngại, cháu úp mì cho tiện ạ. À? Thanh niên 20 tuổi đầu, ai lại trốn ra đảo? Một mình gác hải đăng suốt thế này. Nếu ngày đó cháu không mãi chơi, có lẽ là ba đã... An
ơi! An ơi! An à, cháu đi chơi đâu, bác tìm mãi. Cháu đói quá bác ơi. Nhanh về thôi, bác còn phải đổ dầu thắp sáng hải đăng. À! Bị Hà cắn phải không? Đau quá bác ơi. Lên bắt cổng. Thôi chết, Như Bảo về. Tối đó, nếu không vì mãi tìm cháu, bác đã không thắp đèn biển muộn như thế. Thuyền của ba cháu đã có thể... Thôi nào chàng trai, mọi việc qua rồi, cũng đâu phải là lỗi tại cháu. Chúng ta không thể lường trước được thiên nhiên. Cháu không bao giờ tha thứ cho bản thân, trừ khi ba cháu quay về. Thôi, đừng nghĩ nhiều quá, cháu ở một mình phải chú ý chăm sóc bản thân. Bác về đã, không mưa mất. Vâng ạ. Cơn bão sắp đến rồi. Phải lên thắp sáng hải đăng ngay, để các tàu thuyền còn biết đường tránh bão. À! May mà vào bờ kịp, tránh được cơn bão to. Đèn biển bật sáng đúng lúc quá. Nghỉ ngơi đi An, chân cháu mất nhiều máu đấy. Ai lại một thân một mình trong hải đăng thế này? Bữa nay thuyền của bác mà không vào tránh bão thì cháu đã... Sao? Sao bác biết tên cháu? 13 năm trước, bác đã gặp cháu trên thuyền của thuyền trưởng Năm. Sao? Bác... ba cháu đâu rồi ạ? Mọi người, bám chắc vào! Ba cháu đã cố gắng đánh thuyền vào một bờ vịnh gần đó. Mọi người đều thoát chết. Chỉ có ba cháu đã mất máu quá nhiều và kiệt sức. Tất cả là tại cháu. Nếu nhìn thấy hải đăng sớm hơn, biết đâu ba cháu đã dễ dàng tìm ra phương hướng. Đâu phải hôm nào cũng là may mắn, biển cả khó lường. Sự hy sinh của ba cháu, của cháu đã tạo nên kỳ tích. Ba cháu đã dặn, nếu gặp lại cháu, hãy nhắn thằng An cố gắng trở thành một nhà hải dương học để có thể lắng nghe biển, hiểu thêm về biển, để những người đi biển tránh được thương vong, mất mát. Vâng, cháu biết rồi, còn ngọn hải đăng này... Cứ yên tâm đi học, sẽ có những người khác thay cháu giữ cho hải đăng sáng đèn. Người ăn xin và đóa hướng dương. Cảm ơn chị, hoa hôm nay rất đẹp. Vâng, lần sau chị lại tới nhé. Cuối cùng thì cũng đã bán hết hàng. Mệt quá, nghỉ thôi. Vẫn còn một đóa hướng dương sao? Vẫn còn tươi lắm. Mình mang về cắm vậy. Bình bẩn quá rồi, nó không phù hợp với đóa hoa, cần phải rửa lại.
đẹp quá. Không thể để chiếc bàn bừa bộn như vậy được. Rất đẹp. Hình như đã lâu lắm rồi căn phòng này chưa được dọn dẹp, cần sắp xếp lại cho phù hợp với đóa hoa. Sao mình lại tệ hại như vậy? Bộ này cũng được, đã lâu rồi mình không mặc tới. Mình quả là không tồi. Sao có thể đi làm một kẻ ăn xin được chứ? Từ mai, mình sẽ không làm người ăn xin nữa. Mình sẽ đi tìm việc làm. Chào cô. Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh? Không, tôi chỉ muốn tặng cô đóa hoa này. Xin cô hãy nhận lấy. Ồ, chúng ta có quen nhau không thưa anh? Tôi có thể cô không nhớ tôi, nhưng đối với tôi thì cô mãi là một ân nhân. Tôi không hiểu. Cô có nhớ cách đây mấy năm có một người ăn xin ngồi bên kia đường không? Ờ, là anh sao? Không thể tin được. Anh đã đi đâu mất mấy năm qua? Anh thật khác. Vâng, chính tôi đây. Có vẻ giờ anh đã thành công. Tôi đã có công việc khá ổn. Hôm nay tôi đến là để cảm ơn cô. Cảm ơn tôi sao? Cô có nhớ đóa hoa hướng dương cô đã để lại cho tôi hôm ấy không? Trước lúc ấy tôi đã mất hoàn toàn, mọi thứ trở nên trắng tay. Mọi người cũng vì thế mà bỏ rơi tôi. Có thể với cô, đóa hoa ấy không đáng gì và cô đã quên, nhưng đối với tôi thì nó vô cùng quan trọng. Nó không đơn giản chỉ là đóa hoa, mà nó đã cho tôi một niềm tin để bắt đầu lại một khởi đầu mới. Hôm nay tôi chỉ muốn được thật lòng cảm ơn cô. Thật không ngờ đóa hoa hướng dương của tôi ngày ấy lại có thể giúp được anh. Nhưng phải công nhận rằng anh thật mạnh mẽ. Nhìn anh bây giờ tôi thấy vui lắm. Sau này những thay đổi và những gì xảy ra với chính mình, tôi mới biết rằng khoảng cách giữa địa ngục và thiên đường chỉ là một bức tường mỏng manh. Chỉ cần biết tin tưởng vào chính mình, không buông bỏ chính mình, trong lòng có mục tiêu, có hy vọng, thì cuộc đời có thể tùy thời mà biến đổi thôi. Anh đã ngộ ra chân lý và đã thành công. Thật lòng chúc mừng anh. Đóa hoa này là lời cảm ơn chân thành của tôi. Xin tặng cô, ân nhân của đời tôi. Vở kịch ngọt ngào. Đã đến nước này thì không thể duy trì cuộc hôn nhân này nữa. Chúng ta ly hôn thôi. Đó cũng là ý của tôi. Tôi không thể sống với người vô tâm như anh nữa. Ba, mẹ. Anh Tuấn, anh đang nghĩ gì thế? À, có gì đâu. Em tan ca trực rồi hả? Vâng, hôm nay bệnh nhân không quá đông. À, anh nhớ cuối tuần này qua nhà em đấy nhé. Nhưng cuối tuần này anh phải đi công tác rồi. Công tác? Ở đâu cơ? Em tưởng là anh không bắt buộc phải đi. Anh đi công tác ở Hòa Xuyên. Công ty đang mở chi nhánh mới ở trên đó, nên có rất nhiều việc. Anh không tiện từ chối. Đây không phải là lần đầu tiên anh né tránh đến gặp ba mẹ em rồi. Em thấy anh không muốn đến thì đúng hơn. Ừ, thật ra anh vẫn hơi ngại ba mẹ em. Anh biết ba mẹ em không thích anh. Không phải là họ không thích anh, mà họ cảm thấy anh rất thờ ơ đối với mối quan hệ của chúng ta. Họ thấy hình như chỉ có mình em đang vung đắp tình yêu này thôi à. Em hiểu, vì ba mẹ anh ly hôn nên anh thiếu niềm tin vào tình yêu. Nhưng chúng ta sẽ khác. Anh đừng để em cố gắng một mình được không? Anh không muốn nhắc đến chuyện của ba mẹ anh. Em đừng lôi chuyện đó vào đây. Ừ, em xin lỗi. Em thật sự mệt mỏi rồi. Em nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Cháu làm tốt lắm đấy. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu còn phải cố gắng nhiều. Tuổi trẻ như cháu mà làm được như vậy là khá lắm rồi. Đến hết tuần này là được thả về rồi hả? Thế thì hôm nay qua nhà bác ăn cơm nhé. Nhà chỉ có hai bác thôi. Con trai bác đi làm xa. Vâng, mẹ cháu không khách sáo đâu ạ. Mình về rồi đấy à. Cháu chào bác ạ.
Đây là đứa cháu làm cùng công ty. Cháu nó lên công tác ở đây ít hôm, nên tôi mời cháu nó đến nhà ăn bữa cơm. Vậy thì càng vui, tôi đã chuẩn bị gần xong rồi đấy. Ngày xưa lúc gần cưới nhau á, thì vợ của bác bị tai nạn. Bà ấy đã định không cưới nữa vì sợ bác khổ, nhưng bác vẫn quyết tâm cưới. Chắc lúc đấy hai bác phải khó khăn lắm. Khó khăn đúng là nhiều không kể hết được, nhưng quan trọng là phải luôn biết tin tưởng, động viên nhau thì khó khăn nào cũng vượt qua hết. Ăn nhiều vào cháu nhé. Dạ cảm ơn bác. Trông sáng sủa đẹp trai thế này, chắc phải có người yêu rồi chứ hả? Dạ vâng ạ. Thế định bao giờ thì cho bác ăn cổ đây? Chắc còn lâu bác ạ. Cháu vẫn còn nhiều thứ chưa lo xong nên chưa muốn lấy vợ vội. Bọn trẻ bây giờ là thế đấy, còn hơi vướng bận gì đó là chưa có lập gia đình, không như chúng ta ngày xưa. Cứ để bác trai rửa bát cho, cháu ra làm giúp bác việc này nhé. Dạ. Cháu sầu kiềm giúp bác nhé, dạo này mắt mũi bác kèm nhèm, sâu mãi không xong. Vâng, bác để cháu làm cho. Chẳng biết ông ấy làm việc thì thế nào, chứ ăn mặc thì tùy tiện lắm, quần áo rách hết cả cũng không để ý nữa. Bác toàn phải tự khâu lại đấy. Hai bác tình cảm quá, âm thầm quan tâm nhau từng chút một. Vợ chồng bác già rồi, chẳng cần gì cao sang, chỉ biết làm những chuyện nhỏ nhặt này thôi. Nhìn thế thôi, nhưng nhiều việc nhỏ hợp lại sẽ thành tình cảm to lớn đấy cháu. Mình ơi, đến giờ ngâm chân rồi đấy. Cảm ơn mình. Tôi đã khâu lại cho mình rồi nè. Mình thật là rách mà chẳng để ý gì cả. Vậy sao? Vì tôi biết đã có mình lo rồi mà. Cảm ơn hai bác vì bữa tối rất ngon ạ. Về cẩn thận cháu nhé. Alo, Phương Anh à? Hôm nay em muốn dẫn anh đi gặp hai người này rất đặc biệt. Ai thế em? Bí mật. Anh cứ gặp rồi sẽ biết. Họ kia kìa anh. Đó chẳng phải là vợ chồng Bắc Minh sao? Em nói anh đừng giận nhé. Thực ra em đã biết vợ chồng Bắc Minh từ hơn năm trước rồi. Lúc mà em đi khám tình nguyện ở Hòa Xuyên ấy. Đó cũng là lúc em được biết về câu chuyện tình yêu của hai bác ấy. Em ngưỡng mộ họ lắm. Em chỉ ước sao tình yêu của chúng ta cũng được giống như họ. Chẳng lẽ em... Vì anh cứ mãi bị ám ảnh bởi nỗi sợ trong quá khứ, nên cứ lần lựa không muốn cưới. Vậy cho nên em đã dùng cách cuối cùng là nhờ họ giúp cho anh hiểu. Nếu thế tất cả chỉ là đóng kịch thôi sao em? Không, tình cảm của hai bác ấy là thật đấy. Em chỉ nhờ hai bác ấy cho anh thấy được điều đó mà thôi. Anh hãy nhìn ánh mắt và cử chỉ yêu thương của họ mà xem. Nó có thể là giả dối được không? Thật ra em từng nghĩ, nếu như sau lần này anh vẫn không tỉnh ngộ, thì có lẽ em sẽ phải bỏ cuộc thôi. Em không phải ngưỡng mộ họ nữa đâu. Vì từ giờ trở đi, chúng ta cũng sẽ như thế. Thậm chí là hơn cả thế nữa. Anh nói được thì phải làm được đấy nhé. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.